Xin chào cả nhà. Chào cả nhà một buổi chiều thứ bảy thật là bình an và hạnh phúc. Xin tập hợp một số loại hồ điệp thơm đang nở tại ban công nhỏ xinh xinh em. Và yêu này là được gần 2 tháng, gần 2 tháng bạn này, còn bạn này thì hơn, bạn này mình lên từ 3 tháng, bạn này cũng vậy, gần 3 tháng là xin yêu. Bạn này thuần nhưng mà em không trồng vào chậu, chỉ để nguyên như thế này thôi, không trồng vào chậu như bạn này. Khi mà có khách muốn mua thì vận chuyển nó sẽ dễ dàng hơn, trồng như này rất là khó vận chuyển, ở đi gần thì nó dễ, đi xa mà đóng ship thì rất là khó bạn này. Đó, rất là sinh động ạ. Còn rất là nhiều màu nữa, nhưng mà những bạn này là còn lại vườn. Được chưa? Đó. Này kia lên nó không được như cái màu thực tế của nó hơi hồng hơn. Xin nhớ lên bạn này là chấm chấm blue chấm. Xin chào cả nhà và chúc cả nhà một buổi chiều thứ bảy là bình an và hạnh phúc.